chào đón tất cả quý khán giả đang theo dõi sự kiện ra mắt kẹo dứa Plus của thương hiệu VAC, được phát sóng trực tiếp trên kênh fanpage Kẹo Dứa Giảm Cân VAC và fanpage Phạm Thị Ngọc Ánh. Quý vị thân mến, vào tháng 4 năm 2021, thì Đức Tuyến đã có cơ hội được đồng hành với hệ thống VAC trong sự kiện ra mắt kẹo dứa. Và ngày hôm nay thì Đức Tuyến tiếp tục nhận được vinh dự trở thành người dẫn dắt sự kiện ra mắt kẹo dứa Plus. Và nên cảm xúc của Đức Tuyến giờ đây thì cảm thấy rất là hạnh phúc và cực kỳ máu lửa luôn. Còn quý khán giả, chúng ta cảm thấy như thế nào sau 7 tháng bây giờ chúng ta mới được gặp lại nhau? Hãy comment bên dưới để Đức Tuyến cũng như là ekip chương trình biết được cảm xúc của quý vị nha. Quý vị thân mến, và việc Đức Tuyến đang rần rần khi có mặt ở đây, đó không chỉ đơn thuần là sự hân hạnh của Đức Tuyến, mà đó còn là minh chứng cho một điều, kẹo dứa giảm cân VAC đã và đang nhận được sự ủng hộ của rất lớn từ phía khách hàng, người tiêu dùng. Và bên cạnh đó, chúng tôi cũng cảm thấy được tâm huyết của ban lãnh đạo hệ thống VAC khi tiếp tục cải tiến sản phẩm của mình từng ngày để có thể mang đến những trải nghiệm hoàn hảo tuyệt vời nhất cho quý khách hàng. Còn quý vị, những trải nghiệm của quý vị như thế nào về kẹo dứa, hãy comment chia sẻ với Đức Tuyến nha. Và trong sự kiện đặc biệt ngày hôm nay thì ban tổ chức chương trình chúng tôi đã chuẩn bị rất là nhiều những phần quà vô cùng may mắn dành tặng cho quý khán giả đã từng theo dõi những bước đi của VAC nói chung cũng như là kẹo dứa giảm cân nói riêng. Bây giờ thì Đức Tuyến sẽ bật mí luôn thể lệ mini game đầu tiên mà quý vị có thể nhận về những phần thưởng vô cùng may mắn. Mini game này có tên là bộ ba may mắn. Mỗi khán giả chúng ta sẽ comment cho mình là một con số từ 001 cho tới là 999 và chúng ta sẽ tag tên hai người bạn của mình vào dòng bình luận này. Sau đó thì quý vị hãy chia sẻ livestream ở chế độ công khai. Ban tổ chức chúng tôi thì không giới hạn số lượng comment nên là mỗi tài khoản như vậy thì chúng ta có thể là comment nhiều lần và chúng tôi sẽ chọn ra là 5 tài khoản may mắn thực hiện đúng yêu cầu các bước vừa nêu trên. Và chủ nhân của tài khoản thì dĩ nhiên chúng ta sẽ nhận được một phần quà từ chương trình. Điều đặc biệt hơn nữa là hai người mà quý vị vừa comment bên dưới, chúng tôi cũng tặng quà luôn cho hai người bạn này nha. Và kết quả sẽ được ban tổ chức công bố sau khi kết thúc livestream. Thể lệ mini game sẽ được ban tổ chức ghim ở phần bình luận phía đầu tiên để quý vị không bỏ lỡ cơ hội nha. Quý vị hãy nhanh tay comment để nhận được những phần quà vô cùng may mắn cho mình và hai người bạn thân thiết của mình nữa nha. Tuyến đã thấy được những bình luận đầu tiên rồi ạ. Chúng tôi không giới hạn số lượng comment nên tất cả quý vị hãy thoải mái chia sẻ những điều may mắn này đến với những người bạn của mình nha. Wow. Thấy quý vị comment bình luận sớm như vậy thì tự nhiên cảm thấy mình bị hơi bị lẻ loi giữa cái sân khấu này quá. Và chắc hẳn nếu mà quý vị đã từng tham gia buổi offline vào tháng 4 vừa rồi của VAC thì chúng ta cảm thấy hơi nhớ đúng không ạ? Và Tuyến cũng như vậy, cảm thấy nhớ điều đó và mong rằng, hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm ngày quay trở lại. Còn bây giờ, Tuyến sẽ giới thiệu ra sân khấu một nhân vật sừng sỏ, cộm cán, quyền lực. Nói đùa vậy thôi, chứ bây giờ thì Tuyến sẽ mời ra sân khấu một nhân vật đặc biệt. Đây là người thuyền trưởng đã chèo lái con thuyền VAC của chúng ta đi đến được bến bờ thành công như ngày hôm nay. Xin được mời ra sân khấu founder thương hiệu VAC, chị Phạm Thị Ngọc Ánh. Chào em xin Tuyến. Dạ, chào chị ạ. Chào tất cả các bạn đang theo dõi buổi livestream trực tuyến ra mắt của Kẹo Dứa Plus và gửi lời chào đặc biệt đến toàn thể hệ thống của VAC. À, và chị Ánh này, thì có thể nói là em với chị mình bây giờ mình gặp gỡ sau bao ngày xa cách đúng không ạ? Thì lúc này chị có thể là chia sẻ cảm xúc của mình với quý khán giả được không ạ? Hiện tại thì anh đang cảm thấy rất là vui sướng và háo hức. Vui sướng là bởi vì là cái sản phẩm của mình được ra mắt và đến tay khách hàng. Và mình rất là háo hức vì đây là cái buổi ra mắt sự kiện trực tuyến đầu tiên mà VIC tổ chức. À, tức là mình tổ chức online, đây là lần đầu tiên đúng không ạ? Đúng rồi. Và có thể nói là chị Ánh cũng như là quý khán giả mình đừng có lo lắng về điều này. Bởi vì đó là cái cảm giác nhất thời lúc ban đầu thôi. Và Đức Tuyến tin chắc chắn rằng dù online hay là offline thì cái nguyên liệu chính là cái năng lượng trong hệ thống VAC chúng ta chính là chất xúc tác đốt cháy tất cả không khí của mọi sự kiện VAC đúng không ạ? À, chị Ánh này, vừa rồi thì chị có chia sẻ đây là lần đầu tiên mà VAC của mình tổ chức online đúng không ạ? Vậy thì chị có thể cho Tuyến biết là tại sao chị lại chọn cái hình thức này ra mắt sản phẩm kẹo dứa Plus ạ? Cảm ơn Tiến nè. Đầu tiên là chia sẻ với mọi người là rất là thích một câu nói của một người anh, đó là trong nguy có cơ. Trong cái nguy mà mình không thể tổ chức được những cái sự kiện offline thì đó cũng là cái cơ hội để mình được trải nghiệm những cái điều mới, để mình bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình. Và cũng là cái sự kiện livestream mà ra mắt sản phẩm như thế này thì nó cũng là cái buổi mà lần đầu tiên VIC được làm. Và có thể nói là tháng 4 vừa rồi đó, mình rất là thành công với sản phẩm kẹo dứa rồi. Bây giờ thì mình lại thêm tổ chức ra mắt cái sản phẩm mới nữa là kẹo dứa Plus. Thì tại sao lại có cái sản phẩm này ạ?
Khi mà công ty ra mắt kẹo dứa giảm cân thì được khách hàng đón nhận rất là lớn. Và cái bằng chứng là chỉ trong vòng 6 tháng thôi thì đã có hơn 1 triệu khách hàng trải nghiệm sản phẩm này rồi. Và nhưng chúng ta có thể vui, chúng ta có thể ăn mừng, nhưng không được ngủ quên trên chiến thắng. Và cái việc mà kẹo dứa Blood ra mắt đó chính là dựa vào cái trải nghiệm của khách hàng đó, cho nên là mới có cái kẹo dứa Blood. Và cái lý do thứ hai đó là như Tiến cũng thấy, trải qua 4 cái đợt dịch rồi thì cái nền kinh tế của Việt Nam ảnh hưởng rất là lớn, không chỉ là các nền kinh tế khác mà nhất là nông nghiệp. Mà với cái tinh thần, với cái ý nghĩa của kẹo dứa ra đời đó là nâng cao giá trị nông sản Việt, thì VIC muốn rằng là không chỉ có những có trái dứa không thôi, mà còn là những cái nông sản khác nữa, nhiều nông sản khác được thu mua với giá cao hơn thị trường. Đó là mình luôn quan tâm tới người dân đúng không ạ? Vì khách hàng của mình hết. Chính xác. Và điều cuối cùng ý nghĩa nhất nào, đó là mỗi một sản phẩm được bán ra, được khách hàng mua của VIC thì nó sẽ tương ứng với việc là khách hàng đang góp 1.000 đồng vào quỹ tình thương của VIC. Cứ mỗi sản phẩm như vậy là chúng ta vô tình góp vào 1.000 đồng đúng không? Đúng rồi. Để giúp cho những cái mảnh đời khó khăn, không chỉ là những người nông dân có cuộc sống tốt hơn, mà những cái mảnh đời khó khăn cũng sẽ được giúp đỡ từ VIC. Wow, em thấy chị đưa ra là có 3 cái lý do, nhưng mà lý do nào cũng đủ thuyết phục Tuyến hết á. Rồi và cảm thấy là founder Ngọc Ánh vừa chia sẻ xong thì Tuyến luôn luôn có một cái suy nghĩ từ trước tới giờ thôi. Ở đây thực sự là VIC của chúng ta và vẫn là VIC với một cái thông điệp là mục tiêu hàng đầu của mình luôn luôn hướng về khách hàng. Và thật nhiều team mà Tuyến dành cho hệ thống VIC cũng như là founder Ngọc Ánh của chúng ta rất là nể chị luôn, một người phụ nữ mà làm nên một cái điều rất là vĩ đại và lớn lao. Còn nếu như quý vị đang xem chương trình, chúng ta cảm thấy như thế nào, hãy comment bên dưới để Đức Tuyến cũng như là chị Ngọc Ánh được biết cảm nhận của quý vị nha. Quý vị thân mến, những chia sẻ vừa rồi của founder Ngọc Ánh đều dựa trên kết quả của cuộc khảo sát từ công ty VIC với tệp khách hàng của mình. Vậy góp ý của những vị khách hàng ấy như thế nào để khiến cho founder của chúng ta trăn trở trằn trọc ngày đêm? Xin được mời tất cả quý vị cùng theo dõi đoạn video ngay sau đây nha. Mình đã sử dụng kẹo dứa xuyên túi thứ 3 rồi. Bụng bê của mình đã giảm được 8cm kể từ khi sử dụng kẹo dứa do bạn gái mình tặng. Tôi rất hài lòng về kẹo dứa. Hiện tại mình chỉ sử dụng để giữ cân chứ không phải giảm cân nữa. Bởi vì sau khi mà mình sử dụng gói đầu tiên thì mình đã giảm được 5 cân. Kẹo dứa với mình giờ đã thành một thói quen như một người bạn thân thiết rồi. Tuy nhiên bây giờ mình không còn sử dụng thường xuyên nữa. Một phần là do mình biết khi tạm ngưng kẹo dứa thì mình sẽ không bị tăng cân trở lại. Mà lý do chính thực ra thì mình hơi bị ngán vị kẹo dứa một tí. Sau một khoảng thời gian thì vị béo béo của kẹo dứa nó đã không còn hấp dẫn với mình nữa. Mình không biết phải giải quyết tình trạng này như thế nào nữa. Một người bạn giới thiệu kẹo dứa cho tôi và tôi đã giảm được số đo vùng bụng dưới cho ít vận động. Tôi không ngờ là sản phẩm hỗ trợ giảm cân lại dễ sử dụng, tiện lợi cho hiệu quả rõ rệt như vậy. Tuy nhiên, khi tôi giới thiệu kẹo dứa với mấy người nữa, thì có vài người họ nói với tôi rằng họ không thích cái vị này. Nó chưa đủ hấp dẫn và có vẻ hơi ngán. Tôi cũng đồng ý một phần, đúng là kẹo dứa có vị dễ chịu hơn các loại thuốc giảm cân. Nhưng có lẽ chính vì các thành phần thiên nhiên nên làm cho kẹo dứa hay ngấy một chút xíu. Tôi thì vẫn chấp nhận cái vị này, nhưng mấy bà bạn khó tính của tôi chưa ưng ý hoàn toàn. Là một nhân viên kinh doanh, đặc thù công việc là thường xuyên gặp gỡ các khách hàng đối tác, nên mình khá là béo. Tuy nhiên bụng bê của mình đã giảm được 8cm kể từ khi sử dụng kẹo dứa do bạn gái mình tặng, và mình rất hài lòng với sản phẩm này. Nhưng tính mình cũng mau chán, nên khi sử dụng hết bộ liệu trình, mình cảm thấy không còn thích thú với vị này. Đồng ý là sản phẩm rất tiện lợi để sử dụng mỗi ngày, nhưng nếu kẹo dứa có thêm nhiều vị hơn thì chắc chắn sẽ chinh phục được tính màu chán của mình. Quý vị thân mến, và sau khi chúng ta xem cái đoạn video vừa rồi thì phần nào chúng ta hiểu được lý do tại sao kẹo dứa lại phát triển thêm một cái phiên bản mới là kẹo dứa Blood. Thì vậy chị Ánh có thể chia sẻ về đánh giá của chị về tầm nhìn trước cái thực trạng này không ạ? Video vừa rồi chỉ là những cái góp ý của đại diện một số khách hàng gửi về cho công ty thôi. Thì đầu tiên Ánh và công ty VIC và toàn thể hệ thống của VIC xin cảm ơn tất cả các góp ý của khách hàng. Bởi vì thật sự là có tin, có yêu, có thương thì mới góp ý để cho VIC ngày càng... Góp ý chân thật đúng không ạ? Đúng rồi. Đó, thì qua những cái góp ý đó thì công ty có làm một cái cuộc khảo sát trên 1.000 khách hàng. Thì có tới 95% khách hàng rất là hài lòng về cái độ hiệu quả khi mà sử dụng kẹo dứa giảm cân. Thì khách hàng có thể giảm được từ 6 đến 10 kg trong vòng 1 tháng. 98% khách hàng rất là thấy sản phẩm rất là tiện lợi. Có thể là không cần phải pha, chỉ cần là ăn như kẹo thôi.
và rất là dễ để mang đi, rất là tiện lợi. Và có tới 80% khách hàng khi mà họ sử dụng rồi thì họ lại có thể mua lần 1, lần 2. Và rất là nhiều khách hàng sau khi mua lần 1, lần 2 như vậy thì bạn bè của họ mua và từ đó thì họ bán luôn. Tức là lúc đầu là mình sử dụng thử thôi đúng không? Sau là thành là phân phối luôn. Nhưng mà Tuyến cảm thấy điều đó lại hay. Bởi vì chúng ta đã trải nghiệm rồi thì mới chia sẻ được cho những người thân của mình đúng không ạ? Tuy nhiên là có tới 70% khách hàng thì người ta đánh giá đó là ok cũng được. Nhưng mà 30% khách hàng nói rằng là cái mùi vị nếu mà họ cứ ăn hoài một vị như vậy á thì khách hàng sẽ cảm thấy chán. Và đó là lý do vì sao mà kẹo dứa Blood ra đời. Kẹo dứa Blood sẽ có 7 ngày, 7 vị để giúp cho khách hàng có những cái trải nghiệm mới mẻ và thú vị khi họ sử dụng sản phẩm kẹo dứa Blood. Và kẹo dứa Blood sẽ như thế nào thì mời tất cả các bạn cùng đón xem TVC chính thức của kẹo dứa Blood nha. Khoan khoan, từ từ chị Ánh ơi, và Tuyến muốn giữ cái bí mật này lâu hơn một xíu được không ạ? Bởi vì không biết là quý khán giả mình đã sốt ruột xem TVC chưa ạ? Quý khán giả thân mến, là mình đã nóng lòng muốn xem cái TVC mà chào sân của kẹo dứa Blood chưa ạ? Tuyến chưa thấy được điều đó, vẫn chưa thấy được comment hồi hộp rần rần hối thúc chúng tôi. Quý vị hãy cho chúng tôi thấy được cái sự chờ đợi của quý vị được không ạ? Và Đức Tuyến cũng xin bí mật một cái điều nho nhỏ, bật mí luôn với tất cả quý vị là bên trong những cái thước phim của TVC kẹo dứa Blood thì chúng tôi cũng có ẩn vào đó là những món quà đặc biệt dành tặng cho quý khách hàng. Nên vì vậy là chúng ta hãy xem TVC thật là kỹ nha, để không bỏ lỡ những món quà mà chúng tôi dành tặng đến tất cả quý vị ạ. Trời ơi, MC làm khó quá Không chỉ có các bạn muốn coi TVC đâu mà anh cũng còn muốn coi đó Tuyến. Nói vậy thôi chứ Đức Tuyến cũng cảm thấy là sốt ruột lắm rồi chị Ánh ơi. Quý khán giả mình đã sẵn sàng chưa ạ? Chúng ta hãy cùng đếm ngược với Đức Tuyến và Founder Ngọc Ánh để chính thức chào đón màn ra mắt của kẹo dứa Blood nha. Xin mời! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Wow, wow, VIC của mình chơi lớn làm cho Tuyến nổi hết da gà luôn chị Ánh ơi. Và chị Founder Ngọc Ánh, lúc này chị có thể cho tôi biết được cảm nhận của chị như thế nào được không ạ? Anh cũng đang cảm thấy rất là mãn nhãn và nổi hết da gà luôn đó Tuyến. Lần đầu tiên mà có thể nói là em xem một cái video mà cảm giác mà nó sướng tê người, nó rần rần luôn á chị Ánh. Và thực sự ngưỡng mộ Founder Ngọc Ánh cũng như là VIC của chúng ta rất là nhiều ạ. Cảm ơn Tuyến nè. Chị Ánh thân mến ạ, và kẹo dứa Blood của chúng ta đã chính thức chào sân. Và chắc là bây giờ thì Đức Tuyến xin phép được nhường sân khấu này lại cho chị Ánh để chị có thể thoải mái chia sẻ những thông tin chi tiết về đứa con cưng của mình với tất cả quý khán giả đang xem chương trình. Xin mời chị ạ. Như mọi người có thể thấy là cái kẹo dứa Blood thì cái quy cách và bao bì nó không có khác gì cái kẹo dứa tiêu chuẩn. Tuy nhiên là nó chỉ khác ở cái là nó sẽ có cái chữ Blood và ngoài ra thì cái bao bì của nó sẽ xanh hơn cái kẹo dứa tiêu chuẩn nha các bạn nha. Kẹo dứa Blood sở hữu 7 vị, nó có thể bao gồm là dứa này, dâu này, cam, chanh, cà phê, sữa non collagen và bưởi thì sẽ giúp cho khách hàng là mỗi một ngày sẽ có một mùi vị khác nhau để có những cái trải nghiệm tuyệt vời nhất khi khách hàng giảm cân bằng kẹo dứa. Kẹo dứa giảm cân được sử dụng cái công nghệ khử nước sấy khô của Mỹ. Ngoài ra thì kẹo dứa Blood có thêm công nghệ hòa tan cô đặc của Pháp nữa để giúp cho khách hàng có cái mùi vị nó sẽ thơm ngon hơn và đặc biệt là nó vẫn giữ được cái độ hiệu quả, có thể giúp cho khách hàng giảm được từ 1 đến 3 kg trong vòng 1 tuần. Và ngay bây giờ, xin mời tất cả các bạn cùng theo chân Ánh đến buổi ký kết chuyển giao công nghệ và tham quan nhà máy sản xuất kẹo dứa Blood nhé.
Và xin được cảm ơn những thông tin vừa rồi từ founder Ngọc Ánh ạ. Quý vị thân mến, như chị Ngọc Ánh vừa chia sẻ thì kẹo dứa phiên bản Plus không khác gì về vẻ bề ngoài như là bao bì, đóng gói, và chúng ta chỉ thêm mỗi chữ Plus trên sản phẩm thôi đúng không ạ? Thế nhưng chữ Plus này thực sự cực kỳ có giá trị đó nha. Và giá trị như thế nào thì xin được mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi thêm một video ngay sau đây. Kẹo dứa Plus rất thú vị, kích thích sự tò mò của người dùng lắm. Mình không thể biết bên trong vị kẹo có gì cho tới khi xé vỏ ra và ăn kẹo. Khi vừa cho vào miệng là cảm nhận được vị ngay. Điểm cộng là vị rất chân thật, giống như mình đang ăn trực tiếp loại trái cây đó. Mùi cũng thơm nữa. Mình thích nhất là vị cam với chanh, vì mình thích vị chua của hai loại quả này. Hiệu quả giữ cân vẫn được đảm bảo. Mình rất hài lòng với kẹo dứa Plus 7 vị này. Mình quá bất ngờ khi kẹo dứa có thể chỉnh dòng Plus xuất sắc đến vậy. Nghĩa là mình dùng trong một tuần thì vị mỗi ngày mỗi khác, không ngày nào giống ngày nào. Đã vậy còn kích thích sự tò mò của mình bằng bao bì giống nhau nữa. Mình đâu biết sáng nay sẽ ăn được vị kẹo nào đâu. Rất là thú vị luôn. Mình nghĩ kẹo dứa Plus sinh ra là để dành cho những người mau chán như mình. Mình thích nhất là vị cà phê, vì nó thơm, khá đậm đà và phù hợp với khẩu vị của nam giới nữa. Những vị còn lại cũng rất hấp dẫn và tự nhiên. Mình cực kỳ hài lòng với phiên bản kẹo dứa Plus này. Vẫn là sự chỉnh chu trong từng thiết kế và bao bì. Kẹo dứa Plus gồm có 7 vị và tôi thích nhất là vị dâu, bưởi và sữa collagen. Mọi người cũng biết tôi là một bà nội trợ. Tôi đi chợ mua trái cây mỗi ngày để cho gia đình mình có được nguồn vitamin trực tiếp. Và kẹo dứa Plus đã làm được điều này. Khi ăn 7 vị, trừ vị dứa đã quen thuộc thì các vị còn lại rất mới lạ và vị đậm đà, mùi hương cũng mang theo đặc trưng của từng loại. Lý do tôi thích vị dâu và bưởi thì tôi có để ý rằng hai vị này là hai vị khó chiếm được sự hài lòng của tôi nhất ở hầu hết các thực phẩm công nghiệp nói chung, vì chúng dễ bị có vị ngọt gắt và mùi hương liệu nhiều hơn là vị đúng ngọt thanh và chua chua của dâu và bưởi. Kẹo dưới lớp làm cho hai viên kẹo có hương vị đậm đà và mùi hương tự nhiên. Tôi cũng thích vị sữa collagen vì nó thơm lạ lạ, cuốn hút. Tôi giới thiệu cho mấy bà bạn kẹo dứa Plus này để mấy bà không còn chỗ nào chơi nữa. Tôi cho 100 điểm luôn. Quý vị thân mến, đó là những chia sẻ rất là đắt giá đúng không ạ? Kẹo dứa Plus đã chinh phục được những vị khách hàng tưởng chừng như là khó tính, nhưng thực ra là dành rất là nhiều tình thương cho kẹo dứa Plus. Và Đức Tuyến thay mặt cho đội ngũ công ty VIC nói chung, cũng như là bộ đôi kẹo dứa hai phiên bản nói riêng, gửi đến tất cả quý vị lời cảm ơn chân thành nhất. Chúng ta có thể thấy là kẹo dứa Plus chỉ khác về ngoại hình của viên kẹo một tí xíu thôi, mùi vị cũng khác một xíu hả chị Anh ha? Nhưng mà không biết là bảng giá và chính sách ưu đãi của công ty VIC dành tặng cho sản phẩm kẹo dứa Plus có khác xíu nào không ạ? Và ngay lúc này thì Tuyến xin được mời founder Ngọc Ánh sẽ gửi thông tin này đến tất cả quý vị ạ. Xin chào tất cả các bạn. Bây giờ anh sẽ chia sẻ về chính sách của kẹo dứa Plus cho các bạn nha. Kẹo dứa Plus sẽ có giá bán lẻ là 268.000 đồng. Nó sẽ có một cái ý nghĩa đó là mãi lộc phát. Ngoài ra thì khi các bạn nhập sỉ thì các bạn có thể là inbox cho anh nha, hoặc là inbox cho hệ thống của VIC. Ngoài cái chính sách mà các bạn khi các bạn nhập sỉ sẽ giá sẽ rẻ hơn thì các bạn còn được đó là thưởng tháng và thưởng trung quân. Thưởng tháng thì sau mỗi tháng các bạn sẽ được nhận một cái số tiền thưởng nó tương ứng với cái số lượng hàng mà các bạn nhập. Và cái thứ hai đó là thưởng trung quân thì sẽ được nhập gộp số lượng trong các tháng để tính đến cái thưởng trung quân này, và các bạn sẽ được thưởng trung quân vào cuối năm. Tiếp theo đó là về cái quyền lợi khi các bạn nhập kẹo dứa Plus là các bạn sẽ được nhập gộp số lượng ở trong tháng. Ví dụ ngày mùng 1 hàng tháng thì các bạn nhập hàng, đến ngày 30 các bạn nhập hàng thì các bạn sẽ được tính số lượng trong hết một tháng đó và tính ra số tiền cuối cùng. Và điều thứ hai đó là để đảm bảo cái quyền lợi cho các bạn thì khi các bạn kinh doanh, các bạn không bán nữa thì công ty sẽ thu hồi về cho các bạn theo cái chính sách của công ty. Và đặc biệt là các bạn sẽ được nhập gộp kẹo dứa Plus với bản kẹo dứa tiêu chuẩn cộng gộp số lượng ha. Ví dụ như là kẹo dứa Plus các bạn nhập 50, kẹo dứa tiêu chuẩn các bạn nhập 50 thì sẽ được tính với giá là 100. Và cuối cùng đó là các bạn sẽ được miễn phí ship vận chuyển. Cho dù các bạn nhập hàng của ai đi chăng nữa thì các bạn cũng sẽ được miễn cái phí ship vận chuyển nha. Và điều đặc biệt đó là khi để tri ân khách hàng khi mà công ty ra mắt kẹo dứa Plus cũng như là hơn 1 triệu khách hàng được trải nghiệm sản phẩm kẹo dứa, thì công ty sẽ tri ân khách hàng khi khách hàng mua 3 túi kẹo dứa sẽ được tặng 1 túi kẹo bí đỏ trị giá là 250.000 đồng.
Về cái tác dụng của kẹo bí đỏ thì chúng ta có thể thấy đó là nó sẽ có cái tác dụng giúp cho chúng ta kháng nắng này, điều hòa nội tiết tố và nở ngực nha các bạn. Ngoài ra đặc biệt nhất đó chính là khi các bạn sử dụng lâu dài thì các bạn sẽ thấy là cái làn da của chúng ta sẽ được mờ thâm và hút nám nha các bạn nha. Cái cách sử dụng thì các bạn có thể sử dụng mỗi một ngày từ 1 đến 2 viên vào buổi sáng hoặc là buổi trưa, buổi chiều, buổi tối gì cũng được. Mà miễn sao một ngày chúng ta sử dụng 1 đến 2 viên ăn nó dễ như là ăn kẹo thôi các bạn, rất là ngon luôn. Và các bạn có thể uống nhiều nước lọc hơn thì cái quá trình giảm cân hay là cái quá trình nở ngực, hút nám thì nó sẽ hiệu quả nhanh hơn nha các bạn. Với những cái thông tin mà anh vừa chia sẻ và với cái sản phẩm đi đầu thị trường như thì anh tin chắc rằng là các bạn sẽ bùng nổ doanh số. Và cảm ơn tất cả các bạn. Quý vị thân mến, kẹo dứa Plus đã giành được 100 điểm từ phía khách hàng. Và không biết rằng quý vị có nóng lòng để đón em kẹo dứa Plus này về nhà không? Chứ Tuyến là cảm thấy hơi nôn nóng rồi đó. Và có một cái cách mà đơn giản để quý vị có thể là người đầu tiên trải nghiệm 7 vị của kẹo dứa Plus, chính là chúng ta nhiệt tình tham gia mini game của chúng tôi nha. Và thể lệ trò chơi thì được ban tổ chức ghim ở phần đầu bình luận của chương trình. Và để chúng ta không sót những thông tin nào. Và bên cạnh đó thì ở cuối chương trình chúng ta còn có thêm một cái mini game nữa rất là hấp dẫn dành tặng cho tất cả quý vị đang theo dõi live stream ngày hôm nay. Và hãy theo dõi chương trình, đừng bỏ lỡ những khoảnh khắc nào nha. Biết đâu đó chính là những cơ hội mà chúng ta mang về những phần quà vô cùng hấp dẫn. Quý vị thân mến, chúng ta vừa theo dõi một đoạn video review của khách hàng về sản phẩm kẹo dứa Plus. Và sản phẩm này đã nhận được những feedback rất là tích cực từ phía khách hàng. Và Tuyến nghĩ đây là một sự khởi đầu thuận lợi cho hành trình sắp tới của kẹo dứa Plus. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón ra sân khấu một vị khách hàng thân thiết và rất đặc biệt. Cô gái sở hữu một vẻ đẹp của nàng thơ. Xin được giới thiệu diễn viên Nam Em. Xin chào quý vị khán giả của livestream kẹo dứa nhà VIC. Chào MC Đức Tuyến. Xin được chào chị Nam Em ạ. Và Đức Tuyến được biết rằng Nam Em là một vị khán giả rất là thân thương với lại nhà VIC. Điều đặc biệt hơn là kẹo dứa giảm cân VIC. Và đặc biệt hơn nữa là Nam Em đã dùng thử kẹo dứa Plus là 7 vị rồi. Thì Nam Em có thể chia sẻ với lại tất cả quý vị khán giả được biết là về đánh giá của mình với phiên bản mới này được không ạ? Có thể nói với em thì em thấy là phiên bản kẹo dứa là một phiên bản rất mới và rất dễ sử dụng, là quá hài lòng rồi. Nhưng mà nhà VIC lại thêm 7 vị nữa cơ. Là chúng ta có thể đổi mỗi ngày một vị để cho cái cuộc sống chúng ta thêm màu sắc. Thì em thích nhất là vị dâu, vì đơn giản là ăn vô nó bớt lo âu. Tức là vị dâu là bớt lo âu đúng không? Còn vị gì ta? Vị cam cho nó bớt lang băng. Vị dâu là bớt lo âu. Có vị chanh nữa. Cho mình làm thấy mình mong manh. Và mình cảm thấy mình mong manh đúng không? Yeah, yeah, còn yeah. Nếu mà vị bưởi thì sao ạ? Vị bưởi cho nó bớt. nhưng mà mình có tới 7 vị là mỗi ngày mình có một vị để thay đổi đúng không ạ? Không có còn dĩ nhiên là bị nhàm chán như lúc xưa nữa đúng không? Rồi thì cảm ơn với những chia sẻ vừa rồi của Nam Em rất là nhiều ạ. Và vẫn những cái lời có cánh dành tặng cho kẹo dứa Plus đúng không ạ? Và tiếp theo chương trình nữa thì Đức Tuyến xin được mời Nam Em cũng như là Founder Ngọc Ánh, chúng ta hãy cùng ngồi xuống để có thể thoải mái chia sẻ với nhau nhiều hơn về kẹo dứa Plus nha. Chào mừng tất cả quý vị đang quay trở lại với sự kiện ra mắt kẹo dứa Plus của thương hiệu VIC. Và Đức Tuyến rất là vinh dự khi được ngồi gần với lại hai cô gái rất là xinh đẹp. Một người là Ngọc Ánh, Founder của thương hiệu VIC. Một người là diễn viên Nam Em. Đó, trời ơi, hơi bị run run trong người rồi đó. Quý vị có câu hỏi hay là thắc mắc nào dành cho kẹo dứa Plus thì hãy comment bên dưới để ban tổ chức chúng tôi có thể là tổng hợp cho khách mời cũng như là chị Ánh trả lời những câu hỏi đó cho quý vị nha. Rồi thì hai khách mời mình đã sẵn sàng để trả lời những câu hỏi chưa? Sẵn sàng. Chúng tôi đã sẵn sàng ạ. Và chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Đức Tuyến thì cảm thấy có rất là nhiều bình luận của quý vị rồi. Nhìn trên màn hình thì có rất là nhiều bình luận rồi. Bạn Tuyết Mai có comment là chị Nam Em xinh quá. Ồ, đó là điều hiển nhiên ha. Rồi. Chị Ánh cũng đừng buồn, có người comment chị à. Bạn Kim Dương, chúng tôi nhận thấy comment của bạn Kim Dương ạ. Bạn nói là boss Ánh xinh quá, đều khen hai người phụ nữ đẹp. Ủa, sân khấu này có ba người nha quý vị. Ủa, anh có phụ nữ luôn hả? Ba người thôi, còn hai người phụ nữ đẹp. Nhưng mà sân khấu này là có ba người. Quý vị có thể cho Tuyến cái cảm giác mà không có bị gục ngã trước hai nhan sắc này được không? Có thể nói cái gì đó được không ạ? Ồ, em
MC lấp lánh quá, lấp la lấp lánh. Không, cảm ơn nam em. Nhưng mà bạn Yến Ly có nói kìa, bạn Yến Ly có nói là MC bảnh trai quá. Trời, cảm ơn Yến Ly rất là nhiều nha. Mặt hàng này chúng tôi vẫn còn nằm trên kệ. Và nếu như Yến Ly có quan tâm thì có thể liên hệ đến ban tổ chức để order mặt hàng này nha. Và có thể là một chút không khí cho chúng ta vui hơn thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đặt những câu hỏi cho Father Ngọc Ánh cũng như là diễn viên nam em về sản phẩm kẹo dứa Blade nha. Xin mời tất cả quý vị ạ. Và câu hỏi đầu tiên dành cho diễn viên nam em được đến từ một vị khán giả rất là dễ thương, đẹp trai, hiền lành và tốt bụng. Vâng, và bạn khán giả này có tên là Nguyễn Đức Tuyến. Thực ra thì Tuyến là ngồi đây luôn nha. Thực ra thì Đức Tuyến luôn luôn cảm giác tò mò một xíu về nam em, là lý do tại sao mình lại chọn kẹo dứa nè. Và nam em có lời khuyên nào dành cho các bạn khán giả cũng như là cách sử dụng kẹo dứa và kẹo dứa Blade như thế nào cho hiệu quả được không ạ? Thật ra lý do đơn giản sử dụng kẹo dứa của nhà VIC là vì nó rất là dễ sử dụng, nhanh gọn lẹ, không có mất thời gian. Và mình cũng có thể mình đi đâu mình không có bị quên. Kiểu như đi diễn cái mình để trong túi ha. Nhiều khi mình, em nói thiệt, cái nghề của em nhiều khi ăn còn quên, mà huống chi là nhớ tới cái liệu trình giảm cân. Thì cái này mình xách theo rất là tiện, mà không cần phải pha hay cái gì hết, bỏ vô miệng ngậm là xong. Thì đó nó rất là đơn giản. Còn cách sử dụng á, thì mọi người nên thử trước nửa viên sau khi ăn 30 phút để mình coi là nó có hợp với cơ địa của mình không. Nếu mình thấy ăn nửa viên vào mà nó khỏe, nó thoải mái á, thì mọi người ăn một viên cho em. Còn nếu mà một viên thấy khỏe quá thì mình duy trì, mình sử dụng liên tục để cho mình giữ cái cân nặng của mình nó không có bị lên xuống thất thường. Nói chung là cái vị thì rất là dễ ăn, chỉ sợ là mọi người thấy ngon quá, mọi người quên, mọi người ăn một là bị ghiền đúng không? Cái lúc đó mọi người mệt lên nữa rồi tự nhiên đổi thừa nó thì kỳ. Đó, như là kẹo dứa là chúng ta ăn mỗi ngày là một viên, tức là mỗi ngày một viên, có thể nói là mỗi ngày một vị đi ha. Đó, nếu như mà bị ghiền quá, lỡ mà ăn một ngày mà 2-3 viên là lúc đó mà đừng có đổ thừa nha. Đúng rồi. Nếu mình ghiền đó thì mình tách nó ra, mình bẻ nó là 1/4 hay gì đó, mình ngậm một lần chút xíu thôi. Nếu mình bị ghiền, chứ mình đừng có tham. Đúng. Maximum một ngày là một viên. Đừng có tham nha. Tham lắm, tham trễ thì nó mệt thôi chứ không gì trơn. Tham là tham đúng không? Thâm kỹ. Nhiều khi mệt quá là đi làm không nổi nữa. Không, đây cũng có thể là một cái chia sẻ rất là hữu ích cho quý khán giả. Bởi vì nhiều người cân nặng mình dư thừa nhiều quá và họ nôn nóng trong cái việc giảm cân. Đôi lúc là thấy nó có tác dụng như vậy thì mình thử một lần tới 2-3 viên thì vô tình nó lại là một cái con dao hai lưỡi gây cái tác hại cho mình nữa, phải không ạ? Nhiều khi mình lại đổi thừa là tại sao là mình ngậm nó bị mệt, cái mình đúng bỏ rồi. Luôn liệu trình. Chứ thật ra người ta khuyên là chỉ một viên một ngày thôi mà. Đúng rồi, phải theo khuyến cáo của bác sĩ đúng không ạ? Đó là một cái chia sẻ của nam em về cái quá trình mà mình đã sử dụng kẹo dứa đúng không ạ? Một cái duyên mà mình tới với kẹo dứa rồi. Cảm ơn nam em rất là nhiều với cái chia sẻ vừa rồi. Tiếp theo là một câu hỏi nữa dành cho Founder Ngọc Ánh đến từ bạn Lam Vũ ạ. Và đây là câu hỏi mang tầm quốc tế nha chị Ánh. Mang tầm quốc tế một xíu ạ. Bạn có hỏi là chị Ánh ơi, em ở Malaysia thì bạn em có gửi cho em là 2 túi kẹo dứa. Và em sử dụng đã giảm được 5kg ạ. Ôi, giảm được 5kg luôn chị. Và sau khi sử dụng như vậy rồi thì bây giờ bạn muốn mua nữa thì chị có bán kẹo dứa sang nước ngoài không ạ? Thì một câu hỏi dành cho chị Ánh này. Câu này chắc nhờ chị Ánh trả lời thôi chứ em không biết rồi đó. Ok, cảm ơn Đức Tuyến nè. Cái kẹo dứa giảm cân của VIC á, là cái sản phẩm mà được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP. Tức là được sản xuất trong nhà máy đạt tiêu chuẩn. Đạt tiêu chuẩn về độ sạch nè, an toàn và nó đầy đủ chất lượng để xuất ra thị trường đều có số công bố và được xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Là đã được kiểm định hết tất cả rồi đúng không ạ? Đúng, đúng. Và hiện tại thì bây giờ VIC cũng có rất là nhiều nhà phân phối ở Malaysia. Thì khi khách hàng... Đúng rồi, vượt biên luôn. Hiện tại bây giờ kẹo dứa đã được vượt biên qua rất không là nhiều. Không còn cái trong Việt Nam nữa đúng không? Đúng. Và nếu như khách hàng ở các nước lân cận châu Á thì đều có kẹo dứa giảm cân phân phối ở đó. Thì khách hàng đều có thể mua rất là dễ thôi. Tức là sản phẩm của mình đã có mặt tại thị trường nước ngoài rồi. Đúng. Thì bạn có thể là đặt mua kẹo dứa ở thị trường nào cũng được nha. Không những là trong Việt Nam mà ở nước ngoài thì VIC vẫn phân phối đầy đủ hết cho tất cả người tiêu dùng của mình.
Và xin được cảm ơn chia sẻ vừa rồi của founder Ngọc Ánh ạ. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi kế tiếp nha. Câu hỏi kế tiếp đến từ bạn Nữ Nguyễn ạ. Bạn có hỏi là sử dụng kẹo dứa Plus có cần lưu ý điều gì không ạ? Với câu hỏi này thì chắc là người thật việc thật luôn. Đức Tuyến xin được mời nam em sẽ là người chia sẻ bởi vì mình đã sử dụng và trải nghiệm sản phẩm rồi ạ. Thì đây nam em sẽ chia sẻ cùng với chị Ánh để cho quý vị sẽ có một cái trải nghiệm tốt nhất tại kẹo dứa nhà VAC. Thì khi mình sử dụng kẹo thì mình nên uống nhiều nước, tập thể dục để cho nó đốt cái mỡ trong người mình nó nhanh. Thì nếu mình ăn xong mà mình nằm một chỗ mình không vận động á thì nhiều khi mình cũng sẽ mệt tại vì máu huyết nó không lưu thông. Quý vị mà ở nhà mình nằm một chỗ hoài mọi người cũng sẽ mệt. Thì mình nên đi qua đi lại, rửa chén nè, giặt đồ nè, dọn dẹp thì mình cũng có thể là giảm cân một cách như vận động cơ thể ha. Vận động cho cơ thể mình nó năng động lên. Thứ hai là hạn chế dầu mỡ. Tại vì thật ra bản chất dầu mỡ nó đã không tốt rồi mà mình còn ăn chiên lên nữa, nó hại cơ thể lắm. Rồi giảm lượng tinh bột, ví dụ một ngày mình ăn 3 chén cơm thì mình giảm lại 1 chén thôi. Đó. Thì đúng không chị? Đúng rồi, tăng cái lượng rau xanh lên, tăng uống nước nhiều lên là ok. Giống như mọi người đi chích vaccine, mọi người cũng phải uống nước vậy đó. Để cho cơ thể, em nói thiệt nha, một ngày em không uống nước là cơ thể em không vận động nổi luôn á. Người mình nó không đào thải nổi, tại vì cơ thể mình á 70% là nước mà. Nên là khi mình nạp gì vào cơ thể thì tất nhiên mình sẽ uống nước nhiều hơn bình thường. Đúng. Thì cơ thể mình nó mới lọc mỡ tốt được. Dạ. Kiểu như là kẹo dứa của chúng ta là một cái chất xúc tác giúp cho quý khách hàng của mình có thể giảm cân tốt và đó là một điều kiện cần. Còn điều kiện đủ của chúng ta là gì? Là phải phối hợp ăn ý với là kẹo dứa, phải vận động cơ thể này, phải ăn uống làm sao cho nó hài hòa giữa hai cái thì lúc đó mình mới giảm cân được cái nó được tốt hơn và tích cực hơn, đúng không ạ? Rồi xin được cảm ơn nam em rất là nhiều với câu hỏi vừa rồi. Và câu hỏi cuối cùng đến từ một bạn khán giả rất là đẹp trai và dễ thương. Bạn này cũng đẹp nữa, là bạn hồi nãy bạn Đức Tuyến nữa đó. Dạ rồi, thì bởi vì sao? Bởi vì tại vì Đức Tuyến cảm thấy là mình rất là thắc mắc thiệt và mình vinh dự được ngồi ở vị trí này thôi. Thì được lạm quyền một chút xíu chị Ánh, nam em. Và cái câu hỏi này thì Đức Tuyến xin được phép dành riêng cho chị Ánh nè. Là chị Ánh với cái thông điệp nhân văn về VIC của mình là góp một phần nâng cao cái giá trị nông sản của Việt Nam mà chị đã chia sẻ rồi đó. Thì em có thấy chị chia sẻ là cái quỹ từ thiện tình thương, và chị có thể chia sẻ rõ hơn về cái quỹ này không ạ? Cảm ơn Đức Tuyến. Thì thật chất là theo khi mà bán sản phẩm ra thì đã giúp được cho rất nhiều người nông dân có được cái cuộc sống tốt hơn nhờ việc là công ty sẽ thu mua những nông sản với giá cao hơn thị trường. Ngoài ra thì mình không chỉ muốn rằng là những người nông dân người ta có cuộc sống tốt hơn mà những người có cái hoàn cảnh khó khăn thì người ta cũng sẽ được VIC có cái quỹ. Khi khách hàng người ta mua một túi kẹo dứa thì tức là họ đang góp 1.000 đồng vào cái quỹ tình thương của VIC đó. Thì cái quỹ này mỗi một tháng công ty sẽ đi các tỉnh để đi tìm những cái hoàn cảnh khó khăn, sau đó là sẽ trao quà đến cho những cái hoàn cảnh khó khăn đó. Và tất cả mọi chi phí là sẽ lấy từ quỹ này. Ví dụ như hiện tại bây giờ mỗi một tháng công ty có thể bán ra được 300.000 sản phẩm thì tương đương là chúng ta sẽ có 300 triệu để đưa vào cái quỹ này. Wow. Có thể nói là những cái hành động rất là thiết thực để giúp cho cuộc sống này chúng ta có thể có là tình thương giữa người với người được nâng cao hơn. Vừa rồi thì nam em sử dụng sản phẩm rồi cũng đã vô tình góp phần vào cái quỹ tình thương này, đúng không ạ? Sử dụng sản phẩm giảm cân, lòng mình thấy thanh thản và nhẹ nhàng, đúng không ạ? Kẹo dứa dị chanh ăn vô là mình thấy mình mong manh. Kẹo dứa dị bưởi ăn vô mình không bị chửi. Đúng rồi, mập đó bị chửi bộ. Em nói là nó mấy người bị mập đó, mấy người đụng mặt bạn là ê sao mày mập quá vậy, cự giống cân mày mập quá. Ủa mà năm em bữa trước là mình bị sức khỏe hơi bị có vấn đề về hơi bị tụt đường huyết á thì mình có cảm thấy lo lắng trong người không? Có chứ. Có đúng không? Ăn kẹo dứa vị dâu cảm thấy bớt lo âu. Chị đó, hồi nãy mình chia sẻ rồi đúng không? Kẹo dứa bởi vậy được thích bị dâu nhất vậy đó. Kẹo dứa được có cái nhiều cái vấn đề phát sinh nữa. Không, mà đúng quý vị, thật ra chúng ta bị lo âu là vì chúng ta nghĩ quá nhiều những cái thứ nó không hiện hữu trên cuộc sống này, lo những cái nó quá xa vời. Nhưng mà khi mình có một cái test, một cái vị trong người, mình ngậm một viên kẹo mình sẽ cảm thấy là cuộc sống nó sẽ nhẹ nhàng, nó relax hơn và mình thư giãn hơn. Nhiều mùi vị, nhiều màu sắc trong cuộc sống hơn. Yeah.
đậm đà. Đó, cuộc sống là vậy, là những thức phim đa màu, đa vị, phải không ạ? Chúng ta sẽ tận hưởng cuộc sống này giống như tận hưởng kẹo dứa vậy. Quý vị thân mến, và chúng ta còn rất là nhiều câu hỏi, tuy nhiên thời lượng của chương trình không cho phép, nên là những thắc mắc của quý vị sẽ được Founder Ngọc Ánh và công ty VIC trả lời sau nhé. Còn bây giờ thì Đức Tuyến xin được mời hai cô gái xinh đẹp của chúng ta sẽ cùng tham gia một nội dung rất là thú vị, một mini game. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mini game. Quý vị chúng ta hãy cùng tham gia để có cơ hội nhận về những phần quà ha. Và chúng tôi sẽ có... Hả? Biết còn đổ nữa à? Quà này thì bên công ty sẽ gửi riêng cho khách hàng của mình. Và quý vị nếu mà muốn biết phần quà đó như thế nào thì hãy tham gia mini game. Quà gửi về nhà, lúc đó bí mật sẽ được bật mí. Rồi bây giờ thì sẽ là cơ hội của tất cả quý vị đây. Chúng tôi sẽ có là 3 câu hỏi với lại hình thức trắc nghiệm gồm có 4 đáp án. Trắc nghiệm. Thiệt, nói một hồi nuốt cái lưỡi luôn này. Rồi. Thôi bây giờ để nói lại nha. Chúng tôi sẽ có là 3 câu hỏi và 4 đáp án trắc nghiệm. Quý vị có thể trả lời bằng cách là comment theo cú pháp là số câu với đáp án. Ví dụ như là 1A, 2B, 3C và gửi về cho chương trình. Có 3 câu mà 4 đâu ra nữa. Rồi. Các vị khán giả chúng ta trả lời đúng nội dung, đúng cú pháp và nhanh nhất sẽ nhận được những phần quà từ ban tổ chức. Và chúng tôi sẽ công bố 3 người chiến thắng trong mini game sau khi kết thúc livestream ngày hôm nay. Quý vị đã sẵn sàng chưa ạ? Chúng ta bắt đầu luôn ha. Yes. Em có được nhận quà không? Hả? Mình bây giờ ở đây mình trả lời đi, mình trả lời đúng luôn là mình nhận quà. Nhưng mà quà gì là mình tính sao ha. Okay. Nhưng mà cảm thấy tinh thần mình chưa có máu lửa mà làm lại ha. Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng tham gia mini game chưa ạ? Sẵn sàng. Yeah. Câu hỏi đầu tiên. Trong TVC của kẹo Zip Blood, 7 vị đã xuất hiện theo thứ tự nào? A. Dứa, dâu, bưởi, cà phê, sữa collagen, cam, chanh. Đáp án B là dứa, bưởi, chanh, cam, dâu, cà phê, sữa collagen. Đáp án C, dứa, chanh, cam, dâu, bưởi, cà phê, sữa collagen. Đáp án D, dứa, cà phê, bưởi, sữa collagen, cam, dâu và chanh. Chúng ta sẽ có 20 giây để suy nghĩ và trả lời câu hỏi này. Quý vị hãy comment bên dưới một gạch đáp án của mình nha. Trong 20 giây đó chúng ta sẽ làm gì? Mình nói là câu hỏi người ta đọc thì đọc nhanh đi. Dứa, dâu, bưởi. Mọi người nghe em đọc câu hỏi nha. Trong TVC kẹo dứa 7 vị đã xuất hiện theo thứ tự nào? A. Dứa, dâu, bưởi, cà phê, sữa, collagen, cam, chanh. B. Dứa, bưởi, chanh, dâu, cà phê, sữa, collagen. C. Dứa, chanh, cam, dâu, bưởi, cà phê, sữa, collagen. D. Dứa, cà phê, bưởi, sữa, collagen, cam, dâu, chanh. Đó. Oh, amazing. Ông đọc vậy cái người ta bị lát, người ta say luôn. Bây giờ mới lát thiệt nè. Bây giờ bắt đầu mới rối thiệt nè. Rồi và bây giờ xin mời quý vị hãy comment đáp án của mình bên dưới ạ. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai như sau. Mời quý vị nghe câu hỏi và trả lời. Trước khi đến với câu hỏi thứ hai, chúng tôi xin phép được công bố đáp án câu hỏi số 1. Và với công bố cái đáp án này thì hồi nãy em nói là người thật việc thật luôn á chị Ánh, là mời nam em sẽ công bố luôn kẹo dứa chúng ta có bao nhiêu vị và theo thứ tự nào ạ. Xin mời. Em chọn đại nha. Em nghĩ là kẹo dứa có vị dứa, chắc là phải có vị dứa rồi. Rồi, vị dứa đầu tiên. Chanh. Tại vì chanh có vitamin C. Rồi. Chắc là phải có cam, tất nhiên cam. Dâu hồi nãy nói. Dâu theo thứ tự luôn. Rồi. Bưởi. Bưởi. Cà phê. Sữa collagen. Như vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C theo thứ tự dứa, chanh, cam, dâu, bưởi, cà phê, sữa collagen. Yeah. Chúc mừng những ai trả lời đúng nha. Và bây giờ sẽ đến với câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai của chương trình là khi bạn mua một sản phẩm kẹo dứa hoặc kẹo dứa plus thì bạn sẽ được góp bao nhiêu tiền cho quỹ từ thiện? Ồ, em thích cái quỹ này lắm chị ơi. Rồi. Đáp án của chúng ta, đáp án A, 500 đồng. Đáp án B, 1.000 đồng. Đáp án C, 1.500 đồng. Và đáp án C là 2.000 đồng. Xin mời. Cái quỹ này nói thiệt nha.
rồi mình thành lập nhiều như vậy đó, xong rồi có những cái đợt mà mình đi từ thiện ở các tỉnh á, cảm thấy rất là ý nghĩa luôn ha. Đúng rồi. Mỗi một tuần thì sẽ có 4 số. 4 số đó thì sẽ giúp cho 4 cái hoàn cảnh khó khăn. Mấy cái đó chắc mình không đem kiểu dứa theo được á. Tại ta đâu có ăn đâu mà mập. Không, mang tiền thôi, người ta cần tiền thôi. Người ta sẽ cần cái sự hỗ trợ của tất cả hệ thống VAC của mình. Cũng như tất cả quý khán giả mình đã sử dụng sản phẩm để có thể một phần nào đó tạo cái tình thương giữa người với người, cái tinh thần đùm bọc lẫn nhau, đúng không ạ? Và mình cảm thấy là khi mà mình kinh doanh kẹo dứa mình cũng ý nghĩa nữa, tại vì mình cũng đang tiếp tay vào mình giúp cho khách hàng nữa, và giúp cho khách hàng được thể hiện cái tình thương thương thân thương ái và giúp cho những hoàn cảnh khó khăn nữa, rất là ý nghĩa. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ quay lại với chương trình mini game. Câu hỏi số 2 của chương trình, đáp án của chúng tôi xin được mời founder Ngọc Ánh sẽ công bố đáp án chính xác. Mua một sản phẩm kẹo dứa chúng ta sẽ góp bao nhiêu tiền cho quỹ từ thiện ạ? Góp 1.000 đồng vào quỹ từ thiện tình thương 1.000 của VIC. 1.000 đồng. Như vậy đáp án chính xác của chương trình là đáp án B. Chúc mừng các vị khách đã trả lời đúng đáp án B. Vậy là 2B nha. 1C, 2B. Rồi, câu hỏi thứ 3. Em nghĩ là D, đáp án D. Tại vì 1C, 2B, 3D. Theo thứ tự, trời, chưa đọc câu hỏi luôn đó. Đừng tin lời nam em nha quý vị. Đừng tin. Rồi, câu hỏi thứ 3 của chương trình như sau. Tên của công nghệ mới từ Pháp được áp dụng cho kẹo dứa Plus là gì? Đáp án A, công nghệ khử nước sấy khô. Đáp án B, công nghệ cô đặc. Đáp án C, công nghệ khử nước hòa tan. Và đáp án cuối cùng, đáp án D là công nghệ hòa tan cô đặc. Rồi, đoán đáp án gì? Mình đã nói là 1A cái gì? Theo thứ tự đó. Hồi nãy là 1B, 1C, 2B, 3D. Đoán quá. Để coi thử thần bói toán có đúng nữa không ha. Thần tiên tri hả? Tiên tri. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ hồi hộp xem các vị khán giả sẽ trả lời như thế nào ha. Quý vị hãy nhanh tay trả lời đáp án của mình phía dưới và chúng tôi sẽ dành tặng những phần quà vô cùng hấp dẫn đến tất cả quý vị ạ. Và bây giờ sẽ là đáp án của chương trình. Xin được mời founder Ngọc Ánh sẽ công bố đáp án ạ. Công nghệ của chúng ta là gì? Liệu xem nhà tiên tri của chúng ta có đúng không ạ? Xin mời. Để em làm lại cho nó hồi hộp với chả từ từ như vậy. Nhạc hồi hộp, nhạc khúc này hồi hộp. Đùng 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 lên nha. Thì em làm nhạc cho. Rồi. Khoan từ từ, nhạc đùng đùng hay là hớ hớ. Rồi, và bây giờ đáp án chính xác của chương trình. Kẹo dứa Plus của chúng tôi đã dùng công nghệ. Xin mời. Kẹo dứa Plus, ngoài cái công nghệ mà khử nước sấy khô của Mỹ thì có một công nghệ mới, đó là cái công nghệ hòa tan cô đặc của Pháp nha. Như vậy đáp án chính xác của chương trình theo như nhà tiên tri đã đoán là đáp án D, công nghệ hòa tan cô đặc. Một D, hai D. Quá dữ. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta đã trải qua 3 câu hỏi trong mini game vừa rồi thì quả thực rất là hấp dẫn đúng không ạ? Những phần quà sẽ gửi đến tất cả quý vị vào lúc là cuối live stream ngày hôm nay, chúng tôi sẽ công bố đáp án người thắng cuộc trên fanpage của chương trình ạ. Và xin được cảm ơn tất cả quý vị đã cùng theo dõi cũng như là tham gia mini game ngày hôm nay. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đi qua những cung bậc cảm xúc trong sự kiện ra mắt kẹo dứa Plus của thương hiệu VIC, một phiên bản mới của kẹo dứa được ra đời. Và với rất nhiều kỳ vọng và chiến lược phát triển của công ty VIC nói chung, cùng với founder Ngọc Ánh đã dày công nghiên cứu và hy vọng sẽ mang lại nhiều giá trị cho cuộc sống cũng như là người tiêu dùng. Và Đức Tiến sẽ được mời founder Ngọc Ánh sẽ thay mặt cho công ty VIC cũng như là những người làm chương trình gửi đến khán giả lời cảm ơn ạ. Xin mời. Cảm ơn tất cả các quý khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm vào VIC và mong rằng là với cái kẹo dứa Plus này sẽ mang đến những cái trải nghiệm thú vị và tuyệt vời nhất đến cho khách hàng. Một lần nữa thì năm nay xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình của VIC. Chúc quý vị thành công và xinh đẹp. Và Đức Tiến xin được thay mặt cho những người làm chương trình xin được cảm ơn tất cả quý vị và luôn chúc cho quý vị sẽ đồng hành với kẹo dứa và chúc cho quý vị một buổi tối thật vui vẻ bùng nổ doanh số với kẹo dứa Plus. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.